Hiện nay có khoảng 50 triệu hoa kiều trên toàn thế giới. Phần lớn họ sinh sống ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ít nhất 30 triệu người nữa trong khu vực có một phần tổ tiên gốc Trung Quốc. Cho dù chính quyền bản địa cố gắng kiềm chế cộng đồng nhập cư, thế nhưng cuối cùng, người Hoa vẫn thống trị tại tất cả các nền kinh tế ASEAN ngoại trừ Việt Nam. Năm 2019, Hoa Kiều chiếm hơn 70% số tỷ phú tại Đông Nam Á. Và theo bảng xếp hạng năm 2022, 9 trong số 10 nhà tài phiệt giàu nhất ASEAN là người gốc Hoa. Việt Nam bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa Trung Quốc, trong khi phần còn lại của khu vực bị thống trị bởi văn hóa Ấn Độ, vốn trải dài từ Miến Điện đến một phần quần đảo Philippines. Có lẽ địa hình tự nhiên chính là yếu tố tạo nên phân vùng văn hóa này. Muốn tiếp cận Đông Nam Á, người Trung Quốc bắt buộc phải có phương tiện viễn dương. Thế nhưng trong quá khứ, hàng hải là thế mạnh của dân Nam đảo chứ không phải người Hán. 1.500 năm trước công nguyên, thương nhân Nam đảo đã thiết lập mạng lưới hàng hải từ Đông Nam Á đến Ấn Độ Dương. Khi mà họ đang hiên ngang cưỡi sóng vượt biển, thì tàu thuyền Trung Quốc chỉ hoạt động hạn chế trong sông ngòi. Nhưng dần dần, người Hán sao chép kỹ nghệ tàu buồm Nam đảo, cộng với sự sáng tạo vốn có của mình, họ đã phát triển thế hệ thuyền mành viễn dương ưu việt. Thương mại hàng hải Trung Hoa bùng nổ dưới thời nhà Tống, trong khoảng thế kỷ 10 đến 13. Tàu thuyền của họ đã vươn tới Philippines, Champa và vùng biển Java. Sau đó, việc giao thương bị gián đoạn bởi Mông Cổ xâm chiếm Trung Nguyên. Tuy nhiên, tác động từ cuộc chiến lại tạo ra một làn sóng lớn người Hán trốn chạy vào Đông Nam Á. Đến thời nhà Minh, đầu thế kỷ 15, kỹ nghệ hàng hải Trung Quốc đứng đầu thế giới. Những hạm đội viễn dương nhà Minh được xem là khổng lồ nhất mọi thời đại, đặt dưới sự chỉ huy của Đô đốc Trịnh Hòa, một thái giám người Hồi giáo. Quy mô hạm đội trong mỗi chuyến đi gồm vài trăm tàu thuyền, cùng lực lượng thủy thủ đoàn có thể lên tới 27.000 người. Thông qua những chuyến hải hành, người Trung Hoa trực tiếp can thiệp vào chính trị tại nhiều lãnh thổ ven biển ở Đông Nam Á và Ấn Độ. Có lẽ chính vị Đô đốc Hồi giáo Trịnh Hòa đã tạo ra bước ngoặt cho lịch sử Đông Nam Á hải đảo, biến đổi các vương quốc Hindu và Phật giáo trở thành các quốc gia Hồi giáo. Năm 1404, Vương quốc Malacca được thành lập dưới sự ủng hộ của nhà Minh. Cộng đồng Hoa Kiều nhanh chóng đến định cư ở đây và trở thành một phần lịch sử của Malaysia ngay từ khi mới hình thành. Vào năm 1511, Malacca rơi vào tay người Bồ Đào Nha. Một số Hoa Kiều rời đi, nhưng nhiều người khác hợp tác với Bồ Đào Nha vì lợi ích thương mại. Sau khi Hà Lan tiếp quản Malacca, người Hoa được thuê để xây dựng công trình hạ tầng cho chính quyền thuộc địa. Thực dân châu Âu cũng sử dụng người Hoa lành nghề trong việc xây dựng thành phố Batavia tiền thân Jakarta ngày nay. Và sau này, cũng chính người Hoa đã tạo lập nên thành phố Kuala Lumpur hoa lệ. Cộng hòa Công Si. Công Si trong tiếng Hoa nghĩa là công ty, một hình thái nhà nước dân chủ do cộng đồng khai khoáng gốc Trung Quốc thành lập ở đảo Borneo thời thuộc địa. Đến giữa thế kỷ 19, các nước này kiểm soát nhiều vùng miền Tây Borneo. Ba nước Cộng hòa Công Si lớn nhất là Cộng hòa Lan Phương, Cộng hòa Hòa Thuận và Liên bang Santiago. Các nhà nước Công Si thường xung đột với Hà Lan trong việc giành quyền kiểm soát Borneo, đỉnh điểm là ba cuộc chiến tranh với người châu Âu. Hà Lan cuối cùng đã đánh bại các nước Cộng hòa này, sáp nhập phần lãnh thổ Tây Borneo vào thuộc địa của mình. Mã Lai thuộc Anh. Sau khi chiếm được Miến Điện, đế quốc Anh tiến xuống phía nam và thuộc địa hóa luôn Malacca. Những khu định cư của Anh quốc tại khu vực này đã kích hoạt một cuộc di cư ồ ạt từ Trung Quốc đại lục đến bán đảo Mã Lai, ước tính lên đến 2 triệu người. Khi thực dân Anh đến Singapore vào năm 1819, hòn đảo này chỉ có vỏn vẹn 30 người Trung Quốc. Nhưng chỉ 7 năm sau, đã có hơn 6.000 người Hoa định cư ở Singapore. Philippines. Trong lịch sử, người Nam đảo Philippines giao thương với Trung Quốc từ rất sớm. Nhưng ở phía ngược lại, phải đến thế kỷ thứ 10 thì người Hán mới đến buôn bán với dân Philippines bản địa. Nhiều người di cư đến Philippines, thành lập các cộng đồng tập trung đầu tiên ở Manila, sau đó lan tỏa ra các địa phương khác trên khắp quần đảo. Khi người Tây Ban Nha đến đây vào giữa thế kỷ 16, đã có một lượng lớn người định cư Trung Quốc. Trong đó đông đảo nhất là người Sangli, chủng tộc hỗn hợp giữa người Hoa với dân bản địa. Myanmar. Tuy cũng có chung biên giới trên bộ, nhưng người Hán lại đến định cư ở Myanmar bằng đường biển. Sự hiện diện của người Hán ở đây sớm nhất là khoảng thế kỷ thứ 10. Một làn sóng nhập cư lớn khác diễn ra vào thế kỷ 19, khi thực dân Anh khuyến khích người Trung Quốc nhập cư đến Miến Điện. Người Hoa nhanh chóng trở nên thống trị trong các ngành buôn bán gạo và đá quý sinh lợi cao. Không giống như ở Malaysia, nơi hầu hết người Hoa là lao động cu ly, người Hoa Miến Điện đa số thuộc tầng lớp nghệ nhân và thương gia. Tại đất nước Triệu Voi, phần lớn người Lào gốc Hoa là con cháu của các thế hệ cũ, di cư từ các tỉnh miền Nam Trung Quốc từ thế kỷ 19 cho đến nay. Thái Lan. Người Thái gốc Hoa là cộng đồng Hoa Kiều lớn nhất trên thế giới, chiếm 14% dân số nước này. Không chỉ thống trị nền kinh tế Thái Lan ngày nay,
người gốc Hoa còn hiện diện mạnh mẽ trong chính trường, với hầu hết các cựu thủ tướng Thái Lan có ít nhất một tổ tiên gốc Hoa. Các thương nhân từ Trung Hoa tìm đến giao thương với người Thái vào khoảng thế kỷ 13. Khi vị vua gốc Hoa Trịnh Quốc Anh lên ngôi, ông tích cực khuyến khích nhập cư và buôn bán với Trung Quốc. Người Hoa bắt đầu đến Siêm La sinh sống với số lượng lớn. Đến năm 1879, các thương nhân Trung Quốc kiểm soát tất cả các nhà máy sát gạo chạy bằng hơi nước ở Thái Lan. Hầu hết các doanh nhân hàng đầu là người gốc Hoa. Dân số Hoa Kiều tăng đến 1,6 triệu vào năm 1932. Một con số rất lớn nếu so với 250.000 Hoa Kiều tại Việt Nam cùng thời gian. Đầu thế kỷ 20, thành công của người Hoa làm gia tăng phẫn nộ của dân bản xứ. Mặc dù thừa nhận về sự cần cù của họ, nhưng Hoa Kiều vẫn bị nhiều người khinh miệt. Ngay cả quốc vương Rama VI cũng coi người Hoa là những kẻ man dợ hám lợi, hoàn toàn không có đạo đức và lòng thương xót. Campuchia. Ghi chép sớm nhất về sự định cư của người Hán tại Campuchia có từ cuối thế kỷ 13, theo văn thư nhà Nguyên. Vào đầu thế kỷ 17, thủy thủ Bồ Đào Nha ghi nhận sự hiện diện của một khu định cư người Hoa ở Phnom Penh. Đó có thể là nhóm người Hoa thời nhà Minh, chạy nạn qua ngả miền Nam Việt Nam như Dương Ngạn Địch và Mạc Kiều. Tại Việt Nam, người Hán hiện diện ở châu thổ sông Hồng từ trước công nguyên, sớm hơn các nước Đông Nam Á khác 1.000 năm. Suốt thời kỳ Bắc thuộc, người Hán liên tục di cư đến đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm quan lại, tướng lĩnh, binh sĩ và gia đình của họ. Một số ở lại hòa nhập với cư dân bản địa và sau này họ nổi lên như những gia tộc Hán Việt đầy quyền lực. Khi nhà Hán sụp đổ, nhiều người Hoa có thế lực chuyển đến Bắc Bộ nhằm tránh xa thời kỳ hỗn loạn ở Trung Nguyên. Các quan lại người Hoa tiếp tục đến đây trong thời kỳ nhà Tùy và nhà Đường. Ngoài quan chức, nhóm thương nhân, thợ thủ công và thường dân cũng tự chuyển đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Theo một số nguồn, vào thế kỷ thứ 3, người Hán tại Bắc Bộ tối đa có thể chiếm tới 20% dân số, nhưng về sau họ dần bị đồng hóa vào xã hội Việt. Thời kỳ độc lập tự chủ, người Hoa nhập cư vẫn dễ dàng giành được vị trí quan lại bởi hình thức thi cử Đại Việt vốn sử dụng Hán văn, dập khuôn theo phương Bắc. Danh sách khoa bảng Triều Lý và Trần cho thấy người mang họ gốc Hoa chiếm một tỷ lệ khá cao. Giữa thế kỷ 17 khi nhà Minh sụp đổ, một bộ phận người Hán mang tư tưởng phản Thanh phục Minh rong buồm chạy nạn xuống miền Nam Việt Nam. Phụ nữ bản địa kết hôn với những người tị nạn này và thế hệ con cháu của họ được gọi là người Minh Hương. Có một bộ phận rất lớn người mang hai dòng máu, kết hợp giữa người Hoa và bản địa Đông Nam Á. Ở Việt Nam, họ được gọi là người Minh Hương. Ở Indonesia và Mã Lai là người Peranakan. Ở Philippines, họ được gọi là Mestizo de Sangli. Tại Indonesia, Mã Lai và Nam Thái Lan, người Peranakan là hậu duệ của di dân Trung Quốc thời nhà Minh. Đàn ông người Hoa ở Malacca sinh con với phụ nữ nô lệ người Java, Batak và Bali. Chính quyền thuộc địa Anh chấp nhận việc nhập khẩu vợ nô lệ vì nó giúp cải thiện mức sống cho nô lệ cũng như mang lại sự hài lòng cho lao động gốc Hoa. Philippines là nơi có số lượng người Lai cực kỳ đa dạng về chủng tộc, chẳng hạn giữa người bản địa Lai với người Tây Ban Nha, người Ả Rập, người Ấn Độ, gọi chung là người Mestizo, và người Lai gốc Hoa được gọi là Mestizo de Sangli. Người Sangli cuối cùng tự nhận mình là dân bản xứ. Trong cuộc cách mạng Philippines năm 1898, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của người gốc Hoa, bản thân nhiều nhà lãnh đạo cách mạng Philippines cũng là người Sangli. Số lượng người Sangli ngày nay khoảng 23 triệu. Nói cách khác, 1/5 dân số Philippines có ít nhất một tổ tiên là người Trung Quốc. Tại Việt Nam, cũng giống như người Hán định cư thời Bắc thuộc, người Minh Hương dần hòa tan vào xã hội và được coi như người Việt. Người Hoa ở Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay là hậu duệ người Trung Quốc nhập cư từ thời nhà Thanh trở đi. Làn sóng nhập cư này xuất phát từ chính sách khai thác thuộc địa. Thực dân châu Âu sử dụng người Hoa như lực lượng khai thác mỏ chủ yếu, cũng như các công việc đòi hỏi tay nghề như xây dựng hay chế tác. Tại Việt Nam, để quản lý dòng người mới nhập cư, nhà Nguyễn ban hành quy chế thành lập 7 bang Hoa Kiều bán tự trị, phân chia theo quê quán gốc của họ. Sau này người Pháp sáp nhập và rút gọn lại thành 5 bang. Các bang hội giống như bức tường thành vững chãi, tách biệt cộng đồng Hoa Kiều với người bản xứ. Kể từ đó, người Hoa không còn bị đồng hóa vào xã hội Việt nữa. 5 bang tự trị tương ứng với quê hương ban đầu của Hoa Kiều ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Theo đó, nguyên quán họ đều ở vùng Hoa Nam như Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam. Khu vực vốn dĩ thuộc về cư dân Bách Việt cổ, dần dần bị người Hán tràn xuống hỗn dung và đồng hóa hoàn toàn. Vì lẽ đó, người Hoa Nam ngày nay có đặc điểm nhân chủng gần giống người Kinh. Đến tận thế kỷ 15, người Hoa Nam mới được triều đình nhà Minh xếp vào nhóm dân tộc Hán. Tuy vậy họ vẫn nói những phương ngữ riêng, nó hoàn toàn khác biệt với tiếng Quan Thoại và ngay cả giữa các tỉnh miền Nam với nhau. Riêng nhóm người Khách Gia có vẻ khác biệt hơn cả. Đây là những cư dân có nguồn gốc từ phía Bắc Trung Quốc. Bất ổn trong lịch sử đẩy họ di cư dần xuống miền Trung, rồi miền Nam Trung Quốc.
tập trung chủ yếu ở Quảng Đông và Phúc Kiến. Người khách gia luôn bị coi là khách, cho dù họ đã định cư ở đây hơn 6 thế kỷ. Họ luôn bị kỳ thị bởi người bản địa, chẳng hạn như dân Quảng Đông. Những cuộc chiến gia tộc nửa cuối thế kỷ 19 giữa các sắc dân này ghi nhận 500.000 đến hơn 1 triệu người bị tàn sát. Cuối cùng, xung đột với dân Quảng Đông đã đẩy người khách gia di cư mạnh vào Đông Nam Á và các gia tộc Hoa Nam tiếp tục mang theo mâu thuẫn của mình đến vùng đất mới. Nhưng mâu thuẫn trong cộng đồng Hoa Kiều cũng không căng thẳng bằng xung đột lợi ích với dân bản xứ Đông Nam Á. Trong đó, thực dân châu Âu là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều bất đồng. Ví dụ trong thời thuộc địa, các quy định của Pháp không khuyến khích người Việt, nhưng lại khuyến khích Hoa Kiều tham gia vào lĩnh vực thương mại. Cho nên đầu thế kỷ 20, người Hoa tràn ngập khắp các đô thị Việt Nam. Theo thống kê, vào năm 1931, có 5.000 người Hoa ở Hà Nội, chiếm 3,9% tổng dân số thành phố, vốn chỉ 128.000. Nhưng Hà Nội là đô thị có ít người Hoa nhất Việt Nam. Thành phố Cảng Hải Phòng có tổng dân số 124.000 thì Hoa Kiều chiếm hơn 15% với 19.000 người. Dân số Nam Định được cho là gần bằng Hải Phòng và cũng có đến 15.000 người Hoa. Đà Nẵng có 6.000 Hoa Kiều trên tổng dân số 25.000. Sài Gòn có 34.000 người Hoa, chiếm 28% trên tổng dân số 122.000. Đông nhất là Chợ Lớn với 66.000 người Hoa, chiếm 50% tổng dân số thành phố. Riêng Hoa Kiều tại thành phố Chợ Lớn cũng nhiều hơn tổng dân số người Hoa trên toàn Bắc Kỳ. Nam Kỳ, khu vực tập trung nhiều người Hoa nhất Việt Nam, cũng là nơi đầu tiên ở Đông Nam Á diễn ra cuộc tranh luận gay gắt trên báo chí, nhắm vào Hoa Kiều. Tư tưởng dân tộc đã xuất hiện lẻ tẻ trên báo chí từ lâu, song mọi việc chỉ thực sự bùng nổ vào ngày 1 tháng 8 năm 1919, khi hai quán cà phê trên đường 20 Lăng ở Sài Gòn tăng giá một ly cà phê từ 2 xu lên 3 xu. Khách hàng của họ, chủ yếu là công chức người Việt, làm tại các cơ quan công quyền gần đó đã phản ứng giận dữ. Nhà báo, doanh nhân và chính khách Nam Kỳ nhanh chóng nắm bắt sự việc để có động thái chống lại người Hoa. Từ sự cố nhỏ, đã biến thành một cuộc thập tự chinh chống lại việc Hoa Kiều thâu tóm nền kinh tế bản địa. Các tờ báo miền Nam như Thời báo, Lục tỉnh Tân Văn và Công luận báo khuyến khích người Việt tránh mua cà phê do người Hoa cung cấp và cuối cùng tẩy chay tất cả hàng hóa của Hoa Kiều. Trong khi đó, các tờ báo người Hoa nhấn mạnh vai trò quan trọng của họ trong việc hiện đại hóa Nam Kỳ. Tờ Hoa Kiều Nhật báo khiến người theo chủ nghĩa dân tộc giận dữ khi gọi người Việt là vô ơn và ngu dốt vì chỉ trích vai trò của Hoa Kiều trong các vấn đề kinh tế miền Nam. Người Việt Nam nên biết ơn vì người Trung Quốc đã mang nền văn minh đến các nước láng giềng kém phát triển ở phương Nam. Trong khoảng thời gian này, sẽ không hoa khi nói rằng các tờ báo ở miền Nam bị ám ảnh bởi hiểm họa Trung Quốc. Ngôn ngữ tục tĩu về phân biệt chủng tộc như trệt ngày một trở nên phổ biến. Những bức biếm họa, châm biếm thương nhân Trung Quốc hung dữ và kiêu ngạo được tung lên khắp trang nhất báo chí Nam Kỳ. Và trên toàn Đông Nam Á cũng bắt đầu nổi lên chủ nghĩa dân tộc, đối đầu với những đặc quyền kinh tế luật pháp mà thực dân phương Tây ưu tiên cho người Hoa. Năm 1914, Quốc vương Thái Lan Rama VI xuất bản bài luận tựa đề Người Do Thái ở phương Đông. Trong đó, nhà vua chỉ trích gay gắt người Hoa. Ông mô tả họ là những kẻ man dợ hám lợi, hoàn toàn không có đạo đức và lòng thương xót. Ông cho rằng doanh nhân gốc Hoa đạt được thành công bằng cái giá của người Thái bản địa. Quan điểm của vua Rama VI nhanh chóng ảnh hưởng đến giới tinh hoa Thái Lan và lan tỏa đến mọi tầng lớp dân chúng nước này. Quay trở lại với cuộc tranh luận trên báo chí Nam Kỳ, thông thường, người Pháp sẽ đứng về phía người Việt trong các trận bút chiến, thậm chí công khai ủng hộ và hoan nghênh việc tẩy chay Hoa Kiều. Cuối cùng, thống đốc Nam Kỳ quyết định gặp gỡ giới tinh hoa bất mãn người Việt, tỏ ra lắng nghe và đồng cảm với ý kiến của họ. Người Pháp sau đó lập ra các trường cao đẳng thương mại ở Hà Nội và Sài Gòn, giúp đào tạo tinh hoa thương mại người Việt trong tương lai. Nhưng có vẻ việc này nói thì dễ hơn làm. Về ý nghĩa tích cực, cuộc tranh luận nhanh chóng kích thích suy nghĩ rộng rãi hơn của người Việt về bản sắc của chính mình. Tờ Diễn đàn Bản xứ thậm chí còn cảm ơn Hoa Kiều Nhật báo bằng một cách mỉa mai vì đã đánh thức những người Việt lười biếng và buông thả khỏi giấc ngủ của mình. Và một trong những hệ quả hữu hình là sự ra đời ngân hàng quốc gia hiện đại đầu tiên của người Việt, tức công ty tín dụng An Nam. Thông qua cuộc tranh luận, quy chế bang hội Hoa Kiều cũng bị mang ra mổ xẻ. Như một bài xã luận gay gắt trên trang nhất tờ Diễn đàn Bản xứ, tổ chức đặc biệt này tạo ra một quốc gia trong lòng một quốc gia. Từ sai lầm ban đầu mà chúng ta, những người bản xứ ngày nay đã phải trả giá, chính phủ Pháp thì thoái thác trách nhiệm, miễn là tiền thuế được thu đầy đủ và trật tự trị an được đảm bảo. Và để chống lại những tuyên bố của Trung Quốc về ưu thế văn minh, người theo chủ nghĩa dân tộc ở Nam Kỳ dần ngả sang khoa học, văn hóa phương Tây. Tờ Diễn đàn Bản xứ nhấn mạnh, nếu chúng ta chưa hoàn toàn Âu hóa, ít ra chúng ta đã không còn bị Hán hóa. Cuộc tranh luận trên báo chí Nam Kỳ cũng là tình hình chung trên toàn Đông Nam Á. Bởi từ thế kỷ 19,
thực dân châu Âu có vẻ ưa thích sử dụng lao động nhập khẩu Trung Quốc thay cho người bản xứ. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến quyền và nguồn lực của người dân nơi đây. Trong Thế chiến II, cộng đồng người Hoa ở nhiều nơi tham gia tích cực vào phong trào kháng Nhật, đồng thời củng cố tình cảm hướng về mẫu quốc, vốn có từ khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập. Lực lượng người Hoa tham gia chống Nhật rõ nét nhất có thể thấy ở Philippines, Malaysia và Indonesia. Sau Thế chiến, địa vị của Hoa Kiều trở thành vấn đề cấp bách, một hiện trạng tồn tại ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á mới thoát ách thực dân. Năm 1957, Malaysia được trao trả độc lập. Hiến pháp của quốc gia này lập tức gây tranh cãi vì nó đặc biệt ưu tiên người bản xứ. Người Hoa Mã Lai, đặc biệt là ở Singapore, dưới sự dẫn dắt của Lý Quang Diệu đã cực lực phản đối chính sách phân biệt sắc tộc. Một số chính trị gia coi Lý Quang Diệu là kẻ gây rắc rối nguy hiểm và đầy tham vọng. Cuối cùng, Singapore bị trục xuất khỏi Liên bang Malaysia vào năm 1965. Từ đó, Singapore trở thành quốc gia duy nhất bên ngoài Đại Trung Hoa, nơi mà người Hoa chiếm đa số. Tại Việt Nam, năm 1954, khi Việt Nam tạm thời bị chia cắt, gần 60.000 người Hoa đã di cư từ Bắc vào Nam. Điều tra dân số năm 1960 cho thấy, chỉ có 174.000 Hoa Kiều ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là tỷ lệ người Hoa thấp nhất Đông Nam Á, có lẽ chỉ ở mức 0,5-1% so với tổng thể khu vực là 5%. Khi Trung Quốc tuyên bố chính sách về Hoa Kiều, cách tiếp cận vấn đề quyền công dân người Hoa ở miền Bắc Việt Nam khác biệt so với miền Nam. Bắc Việt Nam đón nhận nó như một vấn đề giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, trong khi chính quyền miền Nam lại đàm phán trực tiếp với cộng đồng Hoa Kiều. Năm 1955, ngay sau khi Trung Quốc thay đổi chính sách lưỡng quyền công dân, Việt Trung đi đến thỏa thuận về chuyển đổi người Hoa thành công dân Việt Nam. Chính Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai cũng thúc giục cộng đồng Hoa Kiều miền Bắc nên xem Việt Nam là quê hương. Đại sứ Trung Quốc thì tuyên bố, chúng ta phải tiến hành chuyển đổi toàn bộ người Hoa thành công dân Việt Nam trong khoảng thời gian 8 đến 10 năm. Thế nhưng khi quan hệ hai nước không còn nồng ấm, kế hoạch chuyển đổi quốc tịch gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, đặc quyền cho Hoa Kiều cũng là một cản trở. Chẳng hạn, nếu duy trì quốc tịch Trung Quốc, người Hoa sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Ở miền Nam, dân số Hoa Kiều đạt trên dưới 1 triệu vào đầu những năm 1950. Từ năm 1956, chính phủ Ngô Đình Diệm buộc tất cả người Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam hoặc bị trục xuất. Cùng với đó là chính sách cấm người nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có buôn gạo và bán tạp hóa, những ngành nghề mà người Hoa chiếm ưu thế. Chính quyền miền Nam cũng bắt các trường học người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn phải dùng tiếng Việt giảng dạy và bổ nhiệm hiệu trưởng người Việt. Hoa Kiều phản ứng dữ dội, khiến nền kinh tế miền Nam chao đảo, hàng hóa và nông sản ứ đọng, hàng trăm ngàn người lâm cảnh thất nghiệp. Để làm dịu tình hình, Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã phải nhượng bộ trong một số vấn đề. Và 15 năm tiếp theo, cộng đồng Hoa Kiều ít khi bị động tới, họ được tự quản về nhiều mặt, các khu người Hoa giống như vùng tự trị bên trong Việt Nam Cộng Hòa. Mạng lưới tre là sự kết nối thương mại giữa Hoa Kiều Đông Nam Á với các nền kinh tế của Đại Trung Hoa dựa trên mối quan hệ thân tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Mạng lưới tre giúp Hoa Kiều chi phối giá cả thị trường từ trên xuống dưới. Thông qua một báo cáo gửi Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa cuối thập niên 1960, ta phần nào mường tượng ra cách thức hoạt động của mạng lưới này. Vàng chẳng hạn, cứ mỗi tối họ điện thoại sang Hồng Kông để nắm giá, rồi sáng hôm sau, họ thông báo giá vàng trong ngày cho tất cả những đầu mối ở Sài Gòn Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây. Phân bón cũng vậy, dù vẫn còn 50.000 tấn trên thị trường, nhưng họ ra lệnh cho các đại lý chỉ bán nhỏ giọt vì họ nắm được thông tin là phân bón sẽ tăng giá. Rõ ràng, các doanh nghiệp bản địa khó lòng cạnh tranh nổi với mạng lưới đoàn kết của người Hoa. Vì thế, cũng như trên toàn Đông Nam Á, Hoa Kiều lũng đoạn hoàn toàn nền kinh tế miền Nam, nhất là các ngành quan trọng như tín dụng và phân phối lúa gạo. Người Hoa nắm giữ gần như 100% bán buôn và 90% kim ngạch xuất nhập khẩu miền Nam Việt Nam. Sau chiến tranh Việt Nam, chính sách cải tạo tư sản trực tiếp ảnh hưởng đến cộng đồng Hoa Kiều. Cho đến năm 1978, hàng chục ngàn doanh nghiệp Hoa Kiều đã bị quốc hữu hóa. Vị thế thương mại của họ gần như không còn. Và chính quyền mới cũng mạnh tay hơn với những người không chịu đăng ký quốc tịch. Việc ép người Hoa nhập tịch không chỉ diễn ra ở Việt Nam, đó là vấn đề gây đau đầu trên toàn Đông Nam Á. Từ cuối những năm 1930, chính phủ Thái Lan khởi động một chiến dịch cưỡng bức đồng hóa, đàn áp văn hóa, tìm cách xóa bỏ ý thức dân tộc Hán và bản sắc Trung Hoa. Đến năm 1970, hơn 90% người Hoa sinh ra ở Thái Lan đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Cuối năm 1949, Indonesia giành được độc lập. Cùng năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đại lục. Tất cả người Indonesia gốc Hoa đều được Trung Quốc tuyên bố là công dân của mình. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, hai nước đặt bút ký hiệp ước cho phép Hoa Kiều từ bỏ quốc tịch Trung Quốc nếu họ chỉ muốn giữ quốc tịch Indonesia. Có tới 2/3 Hoa Kiều Indonesia từ bỏ quốc tịch Trung Quốc khi hiệp ước có hiệu lực. Đầu những năm 1960,
Myanmar theo đuổi chính sách xã hội chủ nghĩa, luật quốc hữu hóa doanh nghiệp được thông qua. Cùng với đó, các cuộc bạo động chống Trung Quốc liên tục bùng phát, dẫn đến một cuộc di cư lớn của khoảng 100.000 người Hoa. Ở Philippines, dưới thời Ferdinand Marcos, hầu như tất cả các trường học Hoa Kiều đều bị đóng cửa. Chính sách của Marcos cuối cùng đã đồng hóa một số lượng lớn người Hoa vào xã hội Philippines. Tại Campuchia, theo một số học giả thì có 200-300.000 Hoa Kiều biến mất dưới thời Khmer Đỏ, cuối thập niên 1970. Và ta cần biết rằng, trong thời kỳ này, lãnh đạo Miến Điện, Philippines cũng như phần lớn thủ lĩnh Khmer Đỏ là những người mang trong mình một phần dòng máu Trung Quốc. Tại Việt Nam, căng thẳng với Trung Quốc cuối thập niên 1970 khiến hàng chục vạn Hoa Kiều rời bỏ đất nước ở cả phía Nam lẫn phía Bắc. Số người gốc Hoa tại Việt Nam giảm mạnh từ 1,8 triệu năm 75 xuống còn 900.000 vào năm 1989. Vì những biến cố chính trị đó, ngày nay Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người Hoa thấp nhất tại Đông Nam Á. Xét theo số lượng, hiện nay Thái Lan có dân số người Hoa đông nhất với khoảng 10 triệu người. Tiếp theo là Malaysia với hơn 6,7 triệu người, Indonesia có từ 5 đến 7 triệu. Việt Nam chỉ có 750.000 người Hoa, theo cuộc điều tra năm 2019. Xét về tỷ lệ thì Singapore là cao nhất với hơn 76% dân số là người Hoa, Malaysia có 22,4% dân số là Hoa Kiều, Thái Lan có 14%, Việt Nam đứng cuối bảng với ít hơn 1% dân số là người Hoa. Về mặt kinh tế, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực không bị chi phối bởi người Hoa. Người gốc Hoa ảnh hưởng mọi lĩnh vực đời sống Đông Nam Á. Ở Thái Lan, hầu hết các cựu thủ tướng và đa số thành viên quốc hội có ít nhất một tổ tiên là người Trung Quốc. Nhiều cựu tổng thống Philippines và ngay cả hai đời tổng thống gần nhất đều ít nhiều mang gốc gác Trung Quốc. Trong hai thế kỷ qua, người Hoa luôn đóng vai trò kinh tế chủ chốt trong khu vực, cho dù họ phải trải qua nhiều thăng trầm. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 khiến Đông Nam Á chao đảo, doanh nhân gốc Hoa bị sụt giảm tài sản nghiêm trọng và còn trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc bạo loạn ở Indonesia. Thế nhưng, sự phục hồi của họ cũng ngoạn mục không kém. Đầu thế kỷ 21, người Hoa thống trị thương mại Thái Lan ở mọi cấp độ xã hội. Ảnh hưởng kinh tế của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức sống và thịnh vượng kinh tế tại đất nước này. Ở Philippines, người gốc Hoa kiểm soát tất cả các chuỗi cửa hàng bách hóa siêu thị lớn và thức ăn nhanh sinh lợi nhất quốc đảo này. Ước tính họ kiểm soát từ 60 đến 70% nền kinh tế Philippines. Singapore thì chúng ta sẽ không cần nhắc tới, vì người Hoa là cộng đồng chiếm đa số tại đảo Quốc Sư Tử. Ở Malaysia, ảnh hưởng của Hoa Kiều bị kìm hãm bởi các thiết chế ưu tiên dân bản xứ. Chẳng hạn, bất kỳ công ty Malaysia nào muốn niêm yết trên sàn chứng khoán đều phải đáp ứng tỷ lệ 50% sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư bản địa. Tuy nhiên, bất chấp các chính sách bất bình đẳng, ngày nay doanh nghiệp Hoa Kiều vẫn kiểm soát 60% nền kinh tế Mã Lai và có tới 11 trên tổng số 13 tỷ phú ở nước này là người gốc Hoa. Tại Indonesia, các hình thức phân biệt chủng tộc nhắm vào người Hoa cũng dần được xóa bỏ trong thế kỷ 21. Dù tỷ lệ dân số Hoa Kiều thấp hơn nhiều so với Malaysia, nhưng ảnh hưởng kinh tế của họ không thấp hơn ở nước láng giềng. Hiện tại, 4 tỷ phú giàu nhất Indonesia đều là người Hoa. Tại Campuchia, cộng đồng Hoa Kiều cũ hoàn toàn tan rã sau thời Khmer Đỏ. Gần đây người Trung Quốc mới, cùng những khoản đầu tư khổng lồ từ đại lục đã dần lấp đầy khoảng trống, đưa người Hoa trở lại vị trí kiểm soát nền kinh tế. Ở Lào, nơi hầu như không có văn hóa thương mại bản địa, nên hiện tại người Hoa chiếm ít nhất 90% doanh nghiệp tư nhân tại đất nước Triệu Voi. Myanmar chứng kiến làn sóng người Hoa nhập cư mới, chủ yếu từ Vân Nam, ước tính lên đến 300.000 người chỉ tính riêng vài năm cuối thập niên 1990. Cho đến nay, người Miến gốc Hoa điều hành phần lớn các cơ sở bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu. Tại Việt Nam, tuy không chi phối nền kinh tế, nhưng doanh nghiệp người gốc Hoa hiện đứng đầu trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn bánh kẹo Kinh Đô, bút bi Thiên Long, dệt may Thái Tuấn, gốm sứ Minh Long, giày dép Bitis, vân vân. Người Hoa chỉ chiếm dưới 7% dân số thành phố Hồ Chí Minh nhưng sở hữu đến 30% số doanh nghiệp trên địa bàn. Ở Việt Nam hiện nay chưa xuất hiện tỷ phú gốc Hoa, còn trên bình diện khu vực, tỷ phú Hoa Kiều chiếm đa số. Theo thống kê năm 2019, khối ASEAN có tổng cộng 109 tỷ phú, thì trong đó có 78 tỷ phú gốc Hoa. Cụ thể, Thái Lan có 20 trên 30 tỷ phú là gốc Hoa, Singapore có 20 trên 22 tỷ phú, Indonesia có 12 trên 21, Philippines có 15 trên 17 và Malaysia có 11 trên 13 tỷ phú là người gốc Hoa. Đáng chú ý hơn, trong số 10 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á hiện nay thì có 9 người gốc Hoa. Từ khi Trung Quốc mở cửa kinh tế vào thập niên 1980, tài phiệt gốc Hoa Đông Nam Á đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn đầu tư và chuyên gia. Ngày nay,
nhiều doanh nghiệp Hoa Kiều phát tài nhờ vào các mối liên kết về dòng tộc với đại lục, cả về tình cảm lẫn kinh tế. Chẳng hạn tập đoàn Hoa Kiều CP Thái Lan có tới 27 tỷ đô la doanh thu từ Trung Quốc. Ở hướng ngược lại, khi Trung Quốc ngày một giàu có, Hoa Kiều cũng cố gắng mang tiền đầu tư từ Trung Quốc về nước mình. Tiêu biểu như tập đoàn Grab và Xe, hai kỳ lân công nghệ có trụ sở ở Singapore, được thành lập bởi các doanh nhân gốc Hoa. Nhìn chung, Hoa Kiều Đông Nam Á đóng góp rất lớn vào sự thịnh vượng kinh tế tại quốc gia mà họ sinh sống. Nhưng sự trỗi dậy của đại lục cùng chính sách về Hoa Kiều từ chính phủ Trung Quốc khiến các quốc gia Đông Nam Á không khỏi nghi ngờ về lòng trung thành của giới tài phiệt gốc Hoa. Việc tạo dựng các mối quan hệ thương mại ở đại lục mà không gây ra phản ứng gay gắt ở quê hương mới đòi hỏi kỹ năng ứng xử chính trị cực kỳ khéo léo. Đó chính là thách thức cho người Hoa trong hiện tại để họ không bị mang tiếng ăn ở hai lòng và có thể tiếp tục hòa nhập vào xã hội bản địa, trở thành con dân Đông Nam Á, chứ không phải Trung Hoa đại lục.